Chuyển sang một câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ tư. Có một Phật tử hỏi là: A Di Đà Phật, kính bạch thầy cho con hỏi, con đã tụng kinh Địa Tạng được hơn một năm. Và mỗi tháng con tham dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng trên chùa được một hoặc hai lần vì con phải đi làm ạ. Hàng ngày con vẫn hay nghe các bài giảng của thầy. Thầy ơi, sao khi đọc kinh tâm con vẫn còn nhiều vọng tưởng, có khi còn khởi lên ý không tin vào lời kinh. Những lúc đó con thường sám hối ngay, nhưng sao mãi không hết. Bây giờ con phải làm gì ạ? Kính bạch thầy chỉ giáo cho con. Con thành tâm cảm ơn thầy ạ. Phật tử hỏi rằng là đã tụng kinh Địa Tạng hơn một năm rồi, hàng tháng, mỗi tháng vẫn hay lên chùa dự pháp hội tụng kinh Địa Tạng một hoặc hai lần vì còn đang phải đi công tác, hàng ngày là hay nghe lời thầy giảng nữa. Nhưng mà sao, tại sao Phật tử thắc mắc là tại sao khi đọc kinh hay khởi lên vọng tưởng, có khi lại còn khởi lên ý nghĩ là không tin vào kinh. Vì sao vọng tưởng? Vì tâm còn tham cầu nhiều quá cho nên vọng tưởng. Có gì đâu, buông xuống một chút, bớt đi một tí. Cái tâm tham cầu các pháp của thế gian, tài, sắc, danh, thực, thùy á, thì tâm vọng tưởng đó sẽ dần dần không cánh mà bay thôi. Tại còn bon chen quá, lúc nào cũng bon chen. Cái tâm chúng sinh á, ở trong chúng ta nó quá mạnh, mà cái tâm học Phật đó thì quá yếu. Mặc dù đã học Phật, gặp Phật rồi, học Phật rồi, nghe pháp rồi, nhưng mà cái tâm gì, tâm Phật, tâm học Phật chúng ta quá yếu, mà tâm chúng sinh của chúng ta thì quá mạnh. Thế nào là tâm chúng sinh? Tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến, ác kiến, kiến thủ, biên thủ, giới cấm thủ, quá quá lấy lừng, đó gọi là tâm gì? Tâm chúng sinh. Từ bi hỷ xả, đó là tâm gì? Tâm của Phật. Đó là tâm gì? Tâm của người học Phật phải hướng tới. Nhưng mà mình chưa làm được điều đó, cho nên vọng tưởng còn nhiều. Vì sao mà khi tụng kinh còn khởi lên cái ý nghĩ là gì? Không tin vào kinh. Vì có thể là gì? Do nghe quá, nghe pháp quá nhiều, đọc sách Phật quá nhiều. Khi mà mình chưa thể nào mà gọi là, như con nói, như ở ngoài đời gọi là chưa thể tiêu hóa được hết những cái gì, những thức ăn của mình. Nay nghe thầy này giảng, mai đọc sách kia, cho nên á, cái tâm nghi ngờ, nghi pháp á, nó hay sinh ra. Vì chúng ta biết là trong Phật pháp có đến 84.000 pháp môn tu. Phật có gì? Có vô lượng phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Nay chúng ta cũng có thể nghe rất nhiều các vị sư giảng, nhưng mà chúng ta nghe, chúng ta phải gì? Phải tiêu được. Giống như người ăn cơm vào thì phải gì? Phải tiêu được. Nếu không tiêu được thì sẽ gì? Ứ bụng và nổ bụng và chết thôi, sinh bệnh mà chết thôi. Chứ không phải là cứ ăn nhiều là tốt đâu. Ăn nhiều quá khi bội thực cũng chết. Công đức phúc báo của chúng ta còn mỏng manh á, chưa tiêu được Phật pháp á. Nay nghe thầy này giảng, mai nghe thầy kia giảng, hoặc nay đọc sách này, mai đọc sách kia, thì khiến cho tâm chúng ta đã vọng rồi lại còn càng thêm động nữa. Vọng là sao? Vọng tức là nay nó ở chỗ này, mai nó ở chỗ khác, thậm chí mấy phút này nó ở chỗ này, phút kia nó ở chỗ khác. Đó gọi là vọng, hay còn gọi là động. Giống như con khỉ truyền hết cành này sang cành khác. Trong kinh Phật gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Đó. Cho nên á, cái trường hợp này, nếu Phật tử này mà nghe nhiều thầy giảng quá, mình chưa đủ công đức phúc báo, chưa đủ trí tuệ để thẩm thấu hết những lời giảng của các quý thầy ấy, thì tốt nhất là gì? Chỉ nên nghe một thầy giảng. Theo quan điểm của Pháp Sư Tịnh Không là gì? Chỉ nên nghe một thầy giảng. Nghe bao giờ mình hiểu, mình có niềm tin vững vàng ở trong gì? Trong Phật Pháp đã. Thì khi đó mình mới nghe các thầy khác giảng. Khi chúng ta có niềm tin vững vàng trong Phật Pháp, mình sinh trí tuệ rồi á, sinh công đức rồi á, thì nghe vô lượng các vị pháp sư giảng, chúng ta cũng không có một chút chướng ngại.
Như tôi bây giờ các vị bảo gì? Bảo tất cả các vị pháp sư ở thế gian này giảng, tôi đều có thể tiếp thu được hết. Và tôi không có nghi ngờ bất cứ một thầy nào. Thầy nào giảng hay tôi cũng hoan hỷ, mà giảng không hay tôi gì, tôi vẫn nghe được và thậm chí là vẫn sinh tâm hoan hỷ như thường được. Đó. Còn ngày xưa tôi cũng như các quý vị vậy, khi mới học đạo mới vào chùa, nghe thầy nào giảng mà không hay tôi liền chê ngay. Thậm chí tôi cãi lại thầy ngay trên bục giảng. Thầy đứng trên bục giảng, tôi đứng ở dưới, tôi cãi tay đôi với thầy ngay. Đó là khi tôi còn là học sinh, mới vào cửa Phật, đang học trên ghế nhà trường, manh động như thế. Vì cái gì? Vì cũng chưa thấu được pháp vậy. Nhưng bây giờ thì qua một thời gian rèn tâm dũa tính, lấy chính pháp của Đức Phật đó để nuôi lớn căn lành của mình đó, thì nó dần dần thấy nó tương ưng gần với gì? Với người học đạo mà Phật tổ dạy hơn. Cho nên đó, bây giờ có thể gì? Nghe tất cả các vị pháp sư trên thế giới này gì? Giảng đạo Phật, hoặc là giảng bất cứ về mà tôn giáo nào, tôi vẫn đều có thể ngồi để yên lặng để lắng nghe họ nói được, không có nghi ngờ, không có phân biệt. Có nghĩa là chúng ta không khởi tâm là gì ghét những người giảng dở, mà không khởi tâm là gì yêu thích những người gì giảng hay. Người ta giảng hay, người ta giảng dở, mình đều có thể dùng cái tâm bình đẳng để mà nghe họ. Chúng ta nghe để chắt lọc, và cái gì học được thì chúng ta học, còn không học được thì chúng ta cứ cho nó trôi qua đi như là gì, như nước đổ lá khoai ấy. À, những nhạn bay qua gì, qua bầu trời ấy. Như thế, học Phật phải như thế thì chúng ta mới gì, mới không khởi cái tâm nghi ngờ vào gì, vào lời dạy của Đức Phật. Nếu không chưa được như vậy mà chúng ta nghe hết thầy này giảng đến thầy kia giảng, ví dụ vừa qua có các cháu nó đem cái đĩa lên nó hỏi tôi, có Phật tử đem cái đĩa lên hỏi tôi, bảo bạch thầy, Thượng tọa Thích Nhật Từ có giảng một cái đĩa nói rằng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, và nói chung là tất cả các bộ kinh Đại thừa Phật giáo đều không phải là do lời Phật nói, mà đều do gì, các tổ sư của Trung Quốc nói, và không đáng tin. Và khuyến cáo mọi người bây giờ phải nên gì, nên quay về chính pháp của Phật, đó là nên tin vào các bộ kinh gì, các bộ kinh Nguyên Thủy Phật giáo. Chứ còn các bộ kinh Đại thừa Phật giáo toàn là những lời do các tổ sư của Ấn Độ và tổ sư của Trung Quốc tự bịa ra. Mà thậm chí là có Phật tử còn đem gì, mấy cái bài giảng của Hòa Thượng Thích Thông Lạc đến nói với tôi rằng là đấy, Hòa Thượng nói cũng nói là gì, tất cả các kinh điển của Phật giáo Đại Thừa đều là ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Ma giả Phật, sau khi Phật nhập Niết Bàn 500 năm sau mới có kinh điển Đại Thừa. Vậy đồng nghĩa là gì? Tất cả kinh điển Đại Thừa đều là kinh gì? Do ma nói. Ma dựa vào gì? Các vị sư giả, giả là đệ tử của Phật để nói, chứ không phải là gì, là Phật nói. Đó. Và ông ấy chốt lại là, ông vị Hòa Thượng đó là chốt lại là gì? Tất cả các kinh điển Đại Thừa đều là gì? Do ma nói. Những người tu theo Phật giáo Đại Thừa đều là gì? Con của đại ác ma. Và các Phật tử hỏi tôi, theo thầy thì Hòa Thượng Thích Thông Lạc nói như vậy có đúng không? Tôi cười, tôi bảo đúng hay không thì tôi không dám nói là đúng hay không đúng. Nhưng Phật tử cứ xem đi, xem cái quyển sách của thầy Thông Lạc, thầy viết ra. Thầy bảo tất cả những người tu theo Đại Thừa đều là gì? Đều là ma. Vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập gì? Là do các hệ phái Phật giáo, do mấy chục bộ hệ phái Phật giáo, các sơn môn và các tổ đình ngày xưa, gọi là các hệ phái. Thì có hệ phái thì nói chung thì nói lớn thì chỉ có hai thôi, đó là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tiểu Thừa. Nói chung thì các cụ chia như thế, nhưng thực tế nói đúng là Phật giáo gì? Phật giáo Nguyên Thủy. À. Hay nói đúng hơn là phải Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Nam Tông là khi Đức Phật nhập Niết Bàn sau một thời gian đó, thì Phật giáo Ấn Độ chia thành hai nhánh. Đó là một là đi về hướng Bắc của Ấn, Bắc Ấn Độ thì gọi là Phật giáo Bắc Tông. Còn một hướng đi về phía Nam của Ấn. Phía Nam của Ấn thì là những nước gì? Như Sri Lanka,
sau này là Thái Lan, Lào, Campuchia. À, Phật giáo đi các nước đó, gọi là Phật giáo đi Nam Ấn, gọi là Nam truyền Phật giáo, hay còn gọi là Nam tông Phật giáo, hay là sau này họ còn gọi là Phật giáo tiểu thừa. Vì Phật giáo đi về các nước đó, xuống Nam Ấn đó sẽ chỉ y vào các bộ kinh, năm bộ kinh Nikaya mà thôi. Cho nên đấy gọi là Phật giáo Nam tông, hay còn gọi là Phật giáo đại, Phật giáo nguyên thủy, hay còn gọi là Phật giáo tiểu thừa. Còn Phật giáo đi về Bắc Ấn thì sau này sẽ truyền sang gì? Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, rồi Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, vân vân. Đó, sau này thì nó truyền càng rộng ra như thế. Thế đấy gọi là Phật giáo gì? Phật giáo Đại Chúng Bộ. Bên kia Nam Ấn thì gọi là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, còn bên này là Phật giáo Đại Chúng Bộ. Hay còn gọi là Phật giáo gì? Bắc Tông. Hay còn gọi là Phật giáo gì? Đại Thừa. Đó. Thì bây giờ Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam chiếm đến trên 70% là gì? Là Phật giáo Đại Thừa. Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại bây giờ chiếm đến trên 70% là Phật giáo Đại Thừa. Cho dù Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông hay Khất Sĩ hay Nguyên Thủy Phật giáo Việt Nam đều chung vào một ngôi nhà chung, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và thầy Thông Lạc, thầy trong thời gian khi thầy còn sống, thầy mất rồi, thầy mất năm 2013, 12, 13, 13 rồi. Và thầy ấy cực lực lên án chỉ trích, nói rằng Phật tu, người tu theo Phật giáo Đại Thừa là gì? Là ma đầu, là con của ma, là những đại ma đầu. Vậy bây giờ thầy hỏi, vậy những cái quyển sách của thầy viết ra, thầy lại lấy cái tiêu đề là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tu viện chân không, trưởng lão Thích Thông Lạc. Ông bảo người ta là ma đầu thì tại làm sao ông còn lấy cái tiêu đề ở ghi ở trong kinh sách, kinh luận của ông là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy là cái gì? Cái giờ thứ nhất. Cái giờ thứ hai, ông ấy chê là những người tu theo Bắc Tông đều là ma đầu. Vậy cái y ông mặc ở trên thân cũng là y gì? Cũng là y của Phật giáo gì? Phật giáo Bắc Tông. Ấy các vị cứ để ý đi. Cái áo của ông mặc hàng ngày là cái áo nâu đó cũng là cái áo gì? Áo của Phật giáo gì? Bắc Tông. Ông ấy chê người ta là đại ma đầu. Vậy gì? Y ông mặc ở trên thân cũng là gì? Đang mặc y của đại ma đầu đó. Cái áo ông mặc hàng ngày cũng là gì? Cái áo của ông mặc của gì? Của đại ma đầu đó. Rồi thậm chí là gì? Cái tiêu đề của quyển kinh, cuốn luận ông ấy viết ra gì? Cũng là lấy tiêu đề của gì? Của nhóm đại ma đầu đó. Tôi chỉ mới lấy một cái hai cái ví dụ nhỏ như vậy. Phật tử chúng ta có trí tuệ, chúng ta tự suy luận, tự hiểu thôi. Còn nếu chúng ta không có trí tuệ á, chúng ta cứ chấp thủ vào á, phải là gì? Tu theo năm bộ kinh Nguyên Thủy Phật giáo mới là chính Phật giáo. Còn ở ngoài ra đều là tà đạo hết, đều là giả danh Phật giáo hết á. Như lời của Thượng Tọa Thích Nhật Từ và lời của trưởng lão, cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thông Lạc nói, và một số các vị pháp sư, các vị thiền sư theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông nói, thì tôi cũng bó tay. Phật cũng bó tay, chứ đừng nói là tôi bó tay, không thể giải thích được cho các quý vị. Mà cũng không thể nào mà có tài gì mà khiến cho các quý vị nghe chúng tôi nói được đâu. Cho nên ở đây gọi là chấp pháp. Chấp pháp thì khó bỏ lắm. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là thà chấp gì? Chấp có như núi Tu Di. Để mà tu á, thì vị này còn có lợi lạc. Còn hơn là vị gì? Vị này chấp pháp không thể bỏ được ở trong lòng. Đó. Mà vị chấp pháp thì không thể độ được họ. Không thể độ được họ. Cho nên ở cái này, Phật tử này, chúng tôi nói là Phật tử này vì khi tụng kinh ấy, trong lòng còn ấy khởi lên gì? Cái tâm là gì? Không tin vào lời kinh dạy. Có nguyên do của nó. Có nguyên do của nó. Vì là chúng ta gì? Chúng ta nghe một vài người ở đâu đó nói rằng kinh Đại Thừa là không phải Phật nói. Cho nên chúng ta gì? Chúng ta mới không tin vào nó. Còn chúng ta khởi niềm tin đó, thì xin thưa các quý vị, chúng ta gì? Chả cần đọc kinh. Chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu một vu vơ của không phải một vị Bồ Tát nào đó nhất định. Nhưng chúng ta cả ngày chúng ta cứ niệm. Có thể gì?
tâm chúng ta thì không tán loạn. Do không tán loạn cho nên thì được chính định sinh thì đương nhiên được được giác ngộ. Mà giác ngộ đó thì trong kinh Phật gọi là gì? Gọi là duyên giác. Những người giác ngộ như thế gọi là duyên giác. Cho nên trong kinh Đức Phật nói có những người mà sinh vào những thời không có Phật tại thế, những vị đó chán cái cảnh xô bồ tham cầu danh lợi ở thế gian, vị đó lên gì ẩn cư trên núi, nhìn dòng nước chảy, nhìn dòng nước chảy ngộ được cái gì, cái lý vô thường, thì vị đó thì chứng được quả gọi là quả gì, quả duyên giác. Xong rồi ở một mình cho đến cũng chẳng muốn độ ai, vì nghĩ rằng chúng sinh ở thế gian đã tham sân si khó độ lắm, cho nên vị đó ẩn cư trên núi và nhập niết bàn. Ở một mình như vậy tự tu tự giải thoát và tự nhập niết bàn, cho nên đó, họ còn gọi những vị đó là gì, trong kinh Phật gọi những vị đó là chứng quả vị độc giác đó, những quả vị độc giác do nhìn gì nước chảy lá rụng mà ngộ được gì, ngộ được tâm, ngộ được đạo, và cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho thế gian, tự nhập niết bàn. Những vị đó gọi là những vị độc giác, tức là thích ở một mình sau khi giác ngộ, và cũng nhập niết bàn một mình sau khi giác ngộ đó. Cho nên ở đây Phật tử này nói thì mỗi khi khởi cái tâm là vọng tưởng và không tin vào lời kinh như vậy liền là sám hối ngay, nhưng sao mãi không hết. Sám hối ở đây là sám thế nào, vì sao sám mãi không hết? Vì sám là phải sám thực, sám ở trong gì, trong tâm mình này thì nó mới hết. Còn sám mà cứ khơi khơi ở bên ngoài thì làm sao mà hết được. Sám xong hôm sau lại thì đã gọi là sám. Ví dụ nguyên nhân nó từ đâu mà chúng ta không tin lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng chúng ta đong tụng này? Vì có thể là trước đây chúng ta nghe gì, nghe thêm một bài pháp của một thầy nào nó nói là kinh gì, tất cả kinh Đại Thừa, trong đó kinh Địa Tạng không phải do Phật nói, do ma nói. Nay nhưng vì nhân duyên nào đó các vị lên đây gặp chúng tôi, nghe được kinh Địa Tạng, gặp được đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh và đông người tin theo, đông người thọ chỉ, đông người đọc tụng, và đông nhiều nhiều người được gì, được lợi ích ở trong đó rồi, cho nên Phật tử cũng về về tu theo. Nhưng mà gì, niềm tin chưa vững, cho nên là còn khởi cái tâm vào một lúc nào đó, thì đã như thế rồi thì thôi, từ giờ trở đi không nghe những cái bài giảng của các vị thầy khác nữa trong một thời gian. Tôi không phải là suốt đời, mà tôi nói trong một thời gian khi tâm chúng ta chưa an định thì không nghe một ai giảng nữa. Chỉ nghe chúng tôi giảng về kinh Địa Tạng thôi 3 năm. Chỉ nghe chúng tôi giảng kinh Địa Tạng 3 năm, nghe đi nghe lại 3 năm và tụng bộ kinh này, tụng đi tụng lại 3 năm, mỗi ngày được một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ thì càng tốt, không thì được gì, được quyển thượng hoặc quyển trung thôi cũng được. Nhưng mà 3 năm hành chỉ chuyên như vậy, không học một bộ kinh nào khác, không nghe một thầy nào khác giảng và không tụng một bộ kinh nào khác, cứ bộ kinh nào này như vậy phát nguyện tụng 3 năm. Tôi đảm bảo rằng mọi cái nỗi nghi của Phật tử này chắc chắn sẽ hết. Không còn một chút nghi ngờ nào vào bộ kinh này nữa. Và kể cả vọng tưởng của vị này trong khi tụng kinh gì cũng dần tiêu, thậm chí là cũng hết sạch. Nếu như 3 năm chân chính học Phật, chân chính nghe giảng kinh Địa Tạng và chân chính đọc kinh Địa Tạng, thì 3 năm vọng tưởng cũng dần dần hết. Và đặc biệt là gì, niềm tin vào bộ kinh Địa Tạng này nói riêng và các kinh điển Đại Thừa sẽ gì, sẽ vững chắc như là núi Tu Di vậy, sẽ vững chắc như là một chiếc chuông lớn gì úp xuống dưới đất vậy, rất khó để có thể một người, vài người có thể lật lên bằng tay không được vậy đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng á, phải làm như thế nào để cho gì, cho khi tụng kinh không bị vọng tưởng và không khởi cái niềm nghi hối vào kinh khi đọc tụng kinh nữa. Tôi nói rằng tôi đưa ra, chốt lại đưa một cái lời khuyên cho Phật tử này. 3 năm chỉ nghe chúng tôi giảng về kinh Địa Tạng, không nghe một ai khác giảng về kinh gì cả, không nghe bất cứ một bài kinh nào khác ngoài kinh Địa Tạng, cứ nghe hết 102 bài giảng của lần thứ nhất, lại nghe tiếp những bài giảng lần thứ hai, nghe hết lần thứ hai chưa có lần thứ ba lại nghe lại lần thứ nhất, nghe đi nghe lại như vậy, mỗi một lần giảng thứ nhất khoảng độ 3 đến 5 lần, được chục lần thì càng tốt. Chân thành điểm mà nghe,
nghe và cái gì ghi nhớ được thì ghi nhớ, cái gì hợp với gì với tâm của mình thì cố gắng ghi nhớ lấy để mà thực hành, phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhà mình á, thì ghi nhớ lấy để mà thực hành. Đó. Nghe nhưng mà phải đọc tụng kinh nữa, chứ nghe không mà không đọc tụng kinh á, thì cũng chỉ được có một nửa thôi. Nghe là phải đọc tụng, phải lễ Phật hàng ngày, phải biết làm thiện nữa, tạo thêm công đức phúc lành, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông, tùy duyên công đức phúc báo mình, tức là điều kiện kinh tế mình có đến đâu thì mình làm đến đó, có nhiều mình làm nhiều, có ít mình làm ít, miễn là mình cũng phải làm. Phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường đều phải làm hết. Đó, làm chùa tô tượng đúc chuông, nhân duyên không chỉ mỗi chùa này mà bất cứ ngôi chùa nào họ làm, mà thấy ngôi chùa đó là ngôi chùa hoằng pháp, họ làm sư xây lên để hoằng pháp, để phổ độ chúng sinh ấy, thì chúng ta thì sẵn sàng là đem tâm để góp công góp sức, để cùng với các quý thầy để chúng ta xây chùa, tô tượng đúc chuông vân vân, làm công đức việc phúc thiện đó, công đức vô lượng. Cho nên á, có niềm tin thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề trong cuộc sống. Đây, hôm pháp hội Vu Lan vừa rồi có Phật tử ở ngay xã Cổ Đông đây thôi, có viết một là cái lá thư cảm ơn, và Phật tử nó còn đem 60 cái hóa đơn thuốc, 60 cái hóa đơn thuốc mà Phật tử đấy chữa bệnh trong vòng 6 năm. Đó. Đi các bệnh viện, bệnh viện Sơn Tây có, bệnh viện quân đội có, bệnh viện đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai. Đây là 60 cái đơn thuốc của Phật tử. 60 đơn thuốc. 60 đơn thuốc của Phật tử chữa bệnh trong vòng 6 năm vì căn bệnh gì? Căn bệnh tự kỷ. Căn bệnh tự kỷ. Đây là 60 đơn thuốc của Phật tử này. 60 đơn thuốc của Phật tử. Phật tử tên là Hà Thị Khuyên, dân tộc Kinh, nghề nghiệp về hưu, tức là chắc ngày xưa làm cán bộ công nhân viên chức nhà nước về hưu. Ở địa chỉ là thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đây ghi là bệnh chẩn đoán của bác sĩ này: rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. Đó. Tức là bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm 6 năm trời. Uống thuốc là đây Phật tử chỉ mới mang sang là 60 cái đơn thuốc này thôi. Và Phật tử này sau khi có người khuyên bảo rằng á, nên sang chùa và nghe giảng kinh Địa Tạng. Phật tử này sang chùa một thời gian rồi nghe giảng kinh Địa Tạng và khởi được cái niềm tin chân chính và thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về đọc tụng ở nhà. Và pháp hội thì Phật tử này cũng hay sang nữa, về nhà ngay chỗ thôn Đoàn Kết Cổ Đông được gần ngay đây thôi. Và sau khi Phật tử này tụng được một thời gian thì căn bệnh tự nhiên mà khỏi, bây giờ không phải uống thuốc nữa, khỏe mạnh bình thường, đi lại bình thường như những người bình thường khác. Và pháp hội Vu Lan vừa rồi Phật tử này đem cái 60 cái đơn thuốc này với là có vài lời ở đây ra để viết đây để ghi, nghĩ là cảm ơn đây. Đấy, tôi đọc cho Phật tử này nghe và các Phật tử chúng ta cùng nghe. Phật tử này nói: Sơn Tây ngày 12 tháng 7 năm 2016, kính bạch thầy, nhân ngày lễ hội báo hiếu Vu Lan đông các Phật tử thế này, con có biết nói với thầy như thế nào được? Đây là Phật tử viết thế nào, tôi đọc nguyên văn như thế. Con tiếc rằng biết thầy muộn quá. Chưa muộn đâu, vẫn còn sớm đấy. Đến bây giờ cứ nhìn thấy thầy là con rất xúc động. Thầy là một lá bùa hộ mệnh của dân. Ghê chưa? Tôi bây giờ đã biến thành lá bùa rồi đấy. Con ốm và uống thuốc 6 năm của bệnh viện Bạch Mai mà không khỏi. Sau đó con quyết định đi chùa và được thầy hướng dẫn đọc kinh Địa Tạng và cúng dường Tam Bảo. Đến nay con đã được khỏi bệnh và thuốc của bệnh viện đã cắt được, tức là không phải uống thuốc nữa. Vậy con không biết nói gì với thầy được. Con chúc thầy thân tâm khang minh. Chúc thầy thân tâm an khang thịnh vượng. Thân tâm lại còn an khang thịnh vượng nữa. Chúc thầy thân tâm an khang thịnh vượng.
Con sẽ hứa với thầy con là Phật tử, nhưng mãi mãi là con của thầy Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên. Là viết rõ thế. Con hứa với thầy, con đọc kinh Địa Tạng hàng ngày và hướng cho các con, các cháu của con sẽ đi chùa để học Phật Pháp. Con của thầy Khuyên, Hà Thị Khuyên, ngã tư Lục Quân, nhà con đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Đó, ai muốn tìm thì sang nhà đối diện cửa siêu thị Lục Quân. Đây này, viết nhà đối diện cửa siêu thị Lục Quân. À, ai muốn tìm thì hỏi, thăm thì đến đó thì hỏi cụ. Đó. Chúng ta xem. Bệnh hơn 6 năm, chữa nhiều bệnh viện không khỏi, đặc biệt là bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện thì ghi chú là bệnh do rối loạn và thần kinh, và bị bệnh gì? Bệnh trầm cảm, hoặc gọi là bệnh tự kỷ đó. Nhưng khi sang nghe chúng tôi giảng, khởi được cái niềm tin cung kính, làm một chút phúc thiện với cúng dường, chắc là cúng dường tôn tượng Địa Tạng đây. Vì nhà chùa đang phát động, đang xây dựng đại tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Trong lòng đại tượng thì có 10.000 pho tượng nhỏ, có mấy nghìn tôn tượng Địa Tạng và các vị Bồ Tát khác và chư Phật nữa, thành 10.000. Chắc là Phật tử thời gian qua bảo là biết cúng dường, chắc là cúng dường một pho tượng hoặc vài pho tượng gì đó. Không chỉ biết cúng dường mà đặc biệt là đọc tụng bộ kinh này hàng ngày ở nhà. Và một thời gian ngắn thì căn bệnh đó tự nhiên gì? Tự nhiên được khỏi. Đó. Thế cho nên đó, ở đây bảo là chúng ta có cái niềm tin vào Phật Pháp, có niềm tin vào lời Phật dạy ở trong kinh, thì chắc chắn rằng sẽ được lợi ích mà thôi. Chúng ta sẽ cầu được, ước thấy. Tất nhiên là cầu nguyện ở đây chúng tôi vẫn thường nói là cầu cái gì đó phải phù hợp với chính Pháp. Đừng có cầu làm tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng chi kiến ác của mình. Cầu cái gì nó phải lợi ích cho gì? Cho quốc gia, xã tắc, gia đình và xã hội, xong mới nghĩ đến bản thân mình. Thì vì Phật Bồ Tát đó, học Phật thì chúng ta phải gì? Học cái cách là gì? Cái cách là nghĩ lo cho người trước mới lo cho mình á. Thì Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì? Sẽ gia hộ cho chúng ta mà thôi. Đó, cho nên đó, ở đây qua câu hỏi này thì qua cái minh chứng đó, không phải là câu hỏi mà qua cái tôi dẫn cái gì, cái sự chứng minh, có một Phật tử hôm rồi đến dự pháp hội đưa câu hỏi, nhưng hôm rồi chúng tôi mệt bệnh duyên không trả lời được, cho nên nay thì mới đem cũng để là cái gì, để dẫn chứng để cho các Phật tử chúng ta thấy, nếu có lòng tin thì chúng ta cầu gì cũng được. Trong kinh nói là gì? Cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời thành Phật còn được cơ mà. Đó. Người vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là phàm phu nữa. Đã về ở nơi cõi này thì chúng ta là phàm phu tu tập, phàm phu niệm Phật. Nhưng vãng sinh về thế giới đó, về thế giới đó rồi á, không phải là phàm phu nữa. Hoa nở thấy Phật, tai nghe gì? Đức Phật thuyết pháp, mắt nhìn thấy gì? Thấy Phật, tai nghe thuyết pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng được quả vị vô sinh, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát. Nếu ở trong thế giới này chúng ta tu không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đại kiếp mới lên được hàng thất địa Bồ Tát, nhưng vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, công đức thù thắng của Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng ở thế giới đó, ngay trong một kiếp chúng ta liền lên hàng gì? Lên hàng thất địa Bồ Tát, chứng được quả vị vô sinh, hay còn gọi là bất thoái chuyển Bồ Tát đó, chứng được cái địa vị bất thoái chuyển đó, thì chúng ta chắc chắn là gì? Một đời thành Phật, không bao giờ còn bị lưu chuyển trong lục đạo luân hồi nữa. Cho nên nói là tin vào Phật thì cái việc khó như vậy còn được, chứ huống chi là có cái việc cầu đảo bệnh hay là cầu cái này cái nọ vân vân, đó rất đơn giản thôi.